Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Cô mời các bạn đứng lên, chúng ta cùng hát và vận động lại bài Giọt mưa và em bé nhé. Nào, các bạn đứng lên. Em à, cô mời các em cùng lắng nghe một chuỗi âm thanh đi lên đi xuống nha. Âm thanh đi xuống nè. Bây giờ các em hãy vỗ tay theo chuỗi âm thanh này nhé. Âm thanh thấp, các em sẽ vỗ tay ở vị trí thấp, có thể là ở phía dưới ngang bụng của mình. Sau đó âm thanh cao dần lên, các em sẽ giơ tay lên trên cao. Hoặc các em có thể ngồi với âm thanh thấp và âm thanh cao thì các em đứng từ từ lên. Rồi các em cùng vỗ tay và vận động với chú gấu nhé. Video mà các bạn vừa xem của tiếng đàn hát, các bạn có thể phân biệt được âm thanh nào đi lên và âm thanh nào đi xuống trong hai đoạn video đó phải không các bạn? À, cô biết các bạn rất giỏi, các bạn sẽ phân biệt được. Rồi, bây giờ ở đây cô có bốn nhạc cụ, đó là song lan, guitar, kèn kèn phím và trống vỗ. Thì trong bốn loại nhạc cụ này, theo các bạn, nhạc cụ nào sẽ có thể tạo được âm thanh đi lên và âm thanh đi xuống nào? Song lan được không các bạn? Guitar thì sao? Kèn phím và trống. À, cô tin rằng các bạn đã có câu trả lời chính xác rồi. Đó chính là guitar và kèn phím. Đúng rồi, các bạn đã trả lời đúng rồi. Theo đây, cô và các bạn cùng nhau luyện tập mẫu tiết tấu số 1 nhé. Các bạn nghe mẫu trước. Ta, ta, ta. Nhưng đối với các bạn sẽ không đọc ra tiếng mà chúng ta chỉ im lặng thôi. 1, 2, ta, ta, ta. 1, 2, ta, ta, ta. 1, 2, ta, ta, ta. Lần nữa nào. 1, 2, ta, ta, ta. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng mẫu tiết tấu số 1 này đệm cho bài hát Giọt mưa và em bé nhé. Thank you.
Rồi, chúng ta vừa đệm xong mẫu tiết tấu số 1 cho bài hát. Bây giờ các bạn cùng cô luyện tập mẫu tiết tấu số 2 nhé. Các bạn chú ý. Ta, ti, ti, ta, 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 ti, ti, ta, ta. Cô lặp lại. Ta, ti, ti, ta, ta. Lần nữa nào. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đệm cho bài hát nhé. Này anh giọt mưa ơi, anh từ đâu tới đây? Mà không chịu ngừng rơi cho bầy chim không vui. Đập đi đập đi đập đập, đập đi đập đi đập đập. Tiếng mưa rơi đi đập, anh cứ mưa hoài. Này em nhỏ kia ơi, ta từ xa tới đây. Để đêm mong xanh tươi cho ngàn hoa. Rồi, chúng ta đã dùng tiết tấu gõ đệm cho bài hát. Các bạn đã thích không? Thấy hay không các bạn? Các bạn cùng cô đọc tiết tấu, sau đó gõ theo tiết tấu sau nhé. Một, tiết tấu số 1, các bạn nghe chưa? Ta, 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 ta. Cô lặp lại. Ta, 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 ta. Đó là tiết tấu đầu tiên. Bây giờ các bạn đọc cùng cô. 1, 2, ta, 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 ta. Các bạn đọc cho cô. 1, 2. Các bạn lặp lại. Bây giờ chúng ta sẽ không đọc mà chỉ gõ. Các bạn có thể vỗ bằng tay thôi. Nhớ nhẩm trong đầu tiết tấu này nhé. 1, 2. Lặp lại. 1, 2. Lần nữa nào. Rồi, bây giờ chúng ta qua tiết tấu thứ hai ở dưới. Các bạn chú ý, tiết tấu này có hai ti nhé. Ta, ti, ti, ta, ta. Ta, ti, ti, ta, ta. Cô mời các bạn cùng đọc. Một, hai. Một, hai. Ta, ti, ti, ta, ta. Một, hai. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ gõ không đọc nhé các bạn. 1, 2. Lặp lại nào. 1, 2. Lần nữa nào. 1, 2. Ồ, các bạn làm rất là tốt. Cô có lời khen các bạn nhé. Tiếp theo đây là mẫu tiết tấu. Ti, 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 ta, Các bạn chú ý, cô sẽ đọc trước. Ti 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 ta ầm. 1 2. Ti 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 ta ầm. 1 2. Ti 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 ta ầm. Cô mời các bạn cùng đọc. 1 2. Ti 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 ta ầm. 1 2. Ti 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 ta ầm. Các bạn lặp lại. 1 2. 1 2. Rồi, bây giờ các bạn sẽ dùng cơ thể của mình. Đó là hai đùi. Ti, ti ở hai đùi và hai bàn chân. Ti, ti. Sau đó ta, chúng ta vỗ tay nhé. Các bạn chú ý lại. Trái, phải, chân trái, chân phải và tay. Đùi trái, đùi phải, chân trái, chân phải và tay. Nha. Đùi, đùi, chân, chân, tay. Nha các bạn. Đùi, đùi, chân, chân, tay. Các bạn sẽ làm đùi trái trước rồi tới đùi phải. Sau đó chân trái rồi tới chân phải. Đùi, đùi, chân, chân, tay. 1, 2. Ti, 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 ta. 1, 2. Đùi, đùi, chân, chân, tay. 1, 2. Đùi, đùi, chân, chân, tay. Rồi các bạn cùng đập vào bộ gõ cơ thể luôn nhé. 1, 2. Ti, 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 ta. 1, 2. Ti, 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 ta.
1, 2, ti 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 ta, các bạn thực hành nhé. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Rồi, chúng ta đã thực hành rất là tốt rồi các bạn ạ. Nào, bây giờ cô mời các bạn, chúng ta đứng lên, vận động và cảm thụ âm thanh đi lên đi xuống qua đoạn video sau. Các bạn sẽ rất hứng thú. Ồ, chắc chắn là như thế. Nào, cô mời các bạn chúng ta cùng đứng lên và cảm nhận âm thanh đi lên đi xuống nhé. Всем спасибо.